Nhìn que kem với ánh mắt đáng thương như thế là gì? Đi, cho cắn một miếng nữa. Cùng đi chứ. Anh biết em sợ nước, nhưng bóng chuyện bãi biển sẽ không dính giọt nước nào đâu. Cuộc sống là vận động, xin em hãy duy trì tự giác quản lý vóc dáng của một nữ nghệ sĩ. À, không trách được. Bên kia có rất nhiều người đẹp mặc bikini hai mảnh với vóc dáng nóng bỏng. Em lại che chắn kín mít nằm ở đây không nhúc nhích. Thì ra là sợ không bằng họ. Dù sao cũng không có gì đáng xem. Thôi, anh hiểu được tâm tình của em. Em cứ quấn chăn ngồi đợi trên bãi cát đi. Wow, người phụ nữ khác thì nóng bỏng, người phụ nữ này thì nóng tính. Chỗ hiểm thì không được, nó liên quan đến hạnh phúc của nửa đời sau. Khuôn mặt cũng không được, anh kiếm cơm nhờ khuôn mặt đó. Wow, thoạt nhìn có vẻ rất chuyên nghiệp. Anh sợ quá đi mất. Sợ em không đánh trúng.